Bà coi kiếm kỹ lại coi. Nhớ kỹ coi có kẹp vô chỗ nào không. Ủa sao em chưa đi nữa? Dạ. Hôm nay là thứ sáu, ngày họp nhóm đó nha. Để tôi đi tìm nó lại thử một lần nữa coi. Vậy nha, bye bye bà. Nào nào nào, động não tư duy coi nào. Mình là chuyện nhân của Sherlock Holmes cơ mà. Đó, nó là cái gì vậy ta? Cô sẽ tìm nó ở đâu ta? Nhà không thấy, bạn giáo viên cũng thấy. Dạ, thưa thầy, cho con lấy sổ đầu bài. À, cảm ơn thầy. Ra là như vậy. Bây giờ thấy ta trúng vé số mà tiền tỷ gì dễ dàng vậy trời. Bây giờ nếu mà mình trúng mà mấy chục tỷ, trăm tỷ mình làm gì ta? Thần tài ơi, gõ cửa cuộc đời con đi thần tài ơi. Thần tài vé số đây, vé số thần tài đây bà con ơi. Vé số mua ngay, còn ngại ngần chi, vé số đây bà con ơi. Thần tài không thần tài? Ủa chào bà chị. Ông bán vé số hả? Ừ, tôi bán vé số nè. Ừ, vé số nhiêu một tờ vậy? Vé số 10 ngàn một tờ, bà chị mua mấy tờ? Mà cái tờ mà trúng tỷ 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 á. À, vé số có luôn. Vé số tự chọn gì đó. Đúng rồi, vé số tự chọn luôn. Cũng 10 ngàn hả? Đúng rồi, 10 ngàn tờ. Bà chị mua mấy tờ? Để tôi coi tôi còn nhiêu ha. Trời. Đi chợ mua hết còn có 9 ngàn rưỡi. Thôi đối tôi 500 được không? Tôi thấy cái mặt bà chị có hào quang chiếu rọi đó nha. Vậy hả? Là mua là trúng liền đó. Vậy hả? Nhưng mà trúng á là không có quên ơn tôi nha. Trời, làm sao quên được tình tại để tiền tới cho tôi mà. Chị bớt tôi ha. Có luôn, tôi bán cho bà chị luôn. Dạ, tự chọn gì đó. Đúng rồi, đây. Mấy chục tỷ. Đây. Vậy hả? Ừ. Đây. Trời ơi. Cái này là mấy chục tỷ rồi hả? Đúng rồi. Cảm ơn ông thần tài nha. Vé số tự chọn đây. Vé số như mơ tình cờ mới gặp. Vé số bà con ơi. Vé số đây bà con ơi. Trời ơi, có mặt mình đó hả? Có hào quang chiếu rồi. Vé số bà con ơi. Mỗi buổi sớm thần vui hằng gõ cửa. Tháng giêng ngon như một cặp môi gần. Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa. Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân. Ủa? Sao bữa nay chuông báo sớm quá vậy? Chưa tới giờ mà ta. Không lẽ đồng hồ cô sai? Như vậy là hết tiết rồi. Bởi vậy, không lẽ bữa nay mình ôm lại bài vội vàng, cái gì nó cũng vội vội vàng vàng hết. Thôi được rồi các em, như vậy là mình hết tiết rồi, tới sau mình học tiếp nha. Chào tạm biệt các em. Dạ. Học sinh nha. Ủa sao hôm nay hết tiết sớm quá ta? Vội vàng mà. Tờ vé số này sao cái số nó giống cái năm 10 vậy trời. 05 10 15 23 30 45 45. Ông. Ủa đi chợ vậy sao không vô bếp mà sớ rớ đây làm cái gì đó? Bà đừng nói với tôi là bà mua mì rồi có số trúng thưởng rồi nữa nha. Tôi biết là ông ghét bà cái trò đỏ đen ở tôi đâu. Nè kỳ này đã mua đó. Bỏ đỏ đen chứ tốt cho bà thôi. Biết rồi, nó hoài lèm bèm. Thiệt tình đó, tôi không biết tôi để nó đâu nữa. Tôi kiếm hoài mà không thấy. Ai mà thấy được nó. Chắc tôi nghĩ vậy luôn á bà ơi. Sao vậy? Có chuyện gì mà bà phải nghĩ việc luôn chứ. Chứ còn gì nữa. Tại vì sáng tôi tím từ nhà tới trường. Cũng không biết để đâu rồi nữa. Bà coi kiếm kỹ lại coi. Nhớ kỹ coi có kẹp vô chỗ nào không. Ủa sao em chưa đi nữa? Dạ. Hôm nay là thứ sáu, ngày họp nhóm đó nha. Để tôi đi tìm nó lại thử một lần nữa coi. Vậy nha, bye bye bà.
Nào nào nào, động não tư duy coi nào. Mình là chuyên nhân của Sherlock Holmes cơ mà. Đó, nó là cái gì vậy ta? Cô sẽ tìm nó ở đâu ta? Nhà không thấy, bạn giáo viên cũng không thấy. Dạ, thưa thầy cho con lấy sổ đầu bài. À, cảm ơn thầy. Ra là như vậy.